lại thế là cứ quanh, nó cứ quanh quẩn đấy thôi phải không? Nó cứ quanh quẩn đấy, không thấy chưa xuống, chưa xuống dưới này. Chỉ đấy nhìn điều chọt nó không vào, vào điều chọt vào là nó bắn này đấy. Đấy. Nó không biết, nó tưởng chim ở rừng ấy, mà con này lành nó đứng một chỗ mà. Đói tí nữa cái mò về, nó quen nhà là nó đói, nó mò về đấy không ạ? Đói về đấy. Chúng nó lên cái sân chỗ cổng rồi rẽ vào nhà thì nó đặt lồng sập, nó lại bay lên nhà. À thế à? Ai cam đi? Bà Tuấn mua bán chim cảnh. Ai cam nào? Để có số điện thoại anh em biết để nó điện đúng không ạ? Con này con cái nhỉ? Con chè cái. Vâng, con này là hiếu cho. Con cái. Con có điểm nhỉ? Con Thiên Điểm nói tốt lắm phải không ạ? Nắng. Nắng này phơi nó ra để cho nó đấy.